thiện hiện. Bố thí ba la mật đa quá khứ, tức là cái không của bố thí ba la mật đa quá khứ. Bố thí ba la mật đa vị lai, tức là cái không của bố thí ba la mật đa vị lai. Bố thí ba la mật đa hiện tại, tức là cái không của bố thí ba la mật đa hiện tại. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quá khứ, tức là cái không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quá khứ. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vị lai, tức là cái không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vị lai. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hiện tại, tức là cái không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hiện tại. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái không, bố thí ba la mật đa quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa quá khứ tức là không, cánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có bố thí ba la mật đa quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, bố thí ba la mật đa vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa vị lai, tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bố thí ba la mật đa vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, bố thí ba la mật đa hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bố thí ba la mật đa hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, bố thí ba la mật đa quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bố thí ba la mật đa quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quá khứ tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vị lai tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, bốn tịnh lự quá khứ tức là cái không của bốn tịnh lự quá khứ, bốn tịnh lự vị lai tức là cái không của bốn tịnh lự vị lai, bốn tịnh lự hiện tại tức là cái không của bốn tịnh lự hiện tại, bốn vô lượng bốn định vô sắc quá khứ tức là cái không của bốn vô lượng bốn định vô sắc quá khứ, bốn vô lượng bốn định vô sắc vị lai tức là cái không của bốn vô lượng bốn định vô sắc vị lai, bốn vô lượng bốn định vô sắc hiện tại tức là cái không của bốn vô lượng bốn định vô sắc hiện tại. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái không bốn tịnh lự quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn tịnh lự quá khứ tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn tịnh lự quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không bốn tịnh lự vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn tịnh lự vị lai tức là không, tánh không cũng không,
trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn tịnh lự vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, bốn tịnh lự hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn tịnh lự hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn tịnh lự hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, bốn tịnh lự quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn tịnh lự quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn tịnh lự quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, bốn vô lượng bốn định vô sắc quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc quá khứ tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn vô lượng bốn định vô sắc quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, bốn vô lượng bốn định vô sắc vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc vị lai tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn vô lượng bốn định vô sắc vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, bốn vô lượng bốn định vô sắc hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn vô lượng bốn định vô sắc hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, bốn vô lượng bốn định vô sắc quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn vô lượng bốn định vô sắc quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện bốn niệm trụ quá khứ tức là cái không của bốn niệm trụ quá khứ, bốn niệm trụ vị lai tức là cái không của bốn niệm trụ vị lai, bốn niệm trụ hiện tại tức là cái không của bốn niệm trụ hiện tại, bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo quá khứ tức là cái không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ, bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo vị lai tức là cái không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai, bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo hiện tại tức là cái không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hiện tại. Vì sao? Thiện hiện vì trong cái không bốn niệm trụ quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn niệm trụ quá khứ tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn niệm trụ quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, bốn niệm trụ vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn niệm trụ vị lai tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn niệm trụ vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, bốn niệm trụ hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn niệm trụ hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn niệm trụ hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, bốn niệm trụ quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn niệm trụ quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn niệm trụ quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo hiện tại chẳng thể nắm bắt được.
Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hiện tại, tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện pháp môn giải thoát không quá khứ, tức là cái không của pháp môn giải thoát không quá khứ. Pháp môn giải thoát không vị lai, tức là cái không của pháp môn giải thoát không vị lai. Pháp môn giải thoát không hiện tại, tức là cái không của pháp môn giải thoát không hiện tại. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện quá khứ, tức là cái không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện quá khứ. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vị lai, tức là cái không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vị lai. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hiện tại, tức là cái không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hiện tại. Vì sao? Thiện hiện. Vì trong cái không, pháp môn giải thoát không quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không quá khứ, tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có pháp môn giải thoát không quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, pháp môn giải thoát không vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không vị lai, tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có pháp môn giải thoát không vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, pháp môn giải thoát không hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không hiện tại, tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có pháp môn giải thoát không hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, pháp môn giải thoát không quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không quá khứ vị lai hiện tại, tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có pháp môn giải thoát không quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện quá khứ, tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vị lai, tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hiện tại, tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện quá khứ vị lai hiện tại, tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, năm loại mắt quá khứ, tức là cái không của năm loại mắt quá khứ, năm loại mắt vị lai, tức là cái không của năm loại mắt vị lai, năm loại mắt hiện tại, tức là cái không của năm loại mắt hiện tại, sáu phép thần thông quá khứ, tức là cái không của sáu phép thần thông quá khứ, sáu phép thần thông vị lai, tức là cái không của sáu phép thần thông vị lai, sáu phép thần thông hiện tại, tức là cái không của sáu phép thần thông hiện tại. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái không, năm loại mắt quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì năm loại mắt quá khứ, tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có năm loại mắt quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, năm loại mắt vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì năm loại mắt vị lai, tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái không có năm loại mắt vị lai có thể nắm bắt được.
thiện hiện trong cái không, năm loại mắt hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì năm loại mắt hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có năm loại mắt hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, năm loại mắt quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì năm loại mắt quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có năm loại mắt quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, sáu phép thần thông quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sáu phép thần thông quá khứ tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có sáu phép thần thông quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, sáu phép thần thông vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sáu phép thần thông vị lai tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có sáu phép thần thông vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, sáu phép thần thông hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sáu phép thần thông hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có sáu phép thần thông hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, sáu phép thần thông quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sáu phép thần thông quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có sáu phép thần thông quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, mười lực của Phật quá khứ tức là cái không của mười lực của Phật quá khứ. Mười lực của Phật vị lai tức là cái không của mười lực của Phật vị lai. Mười lực của Phật hiện tại tức là cái không của mười lực của Phật hiện tại. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng quá khứ, tức là cái không của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng quá khứ. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vị lai, tức là cái không của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng vị lai. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hiện tại, tức là cái không của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng hiện tại. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái không, mười lực của Phật quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì mười lực của Phật quá khứ tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có mười lực của Phật quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không, mười lực của Phật vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì mười lực của Phật vị lai tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có mười lực của Phật vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, mười lực của Phật hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì mười lực của Phật hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có mười lực của Phật hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, mười lực của Phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì mười lực của Phật quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có mười lực của Phật quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng quá khứ tức là không, tánh không cũng không, trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vị lai chẳng thể nắm bắt được.
Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng vị lai, tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng hiện tại, tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng quá khứ, vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng quá khứ, vị lai hiện tại, tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện dị sanh quá khứ, tức là cái không của dị sanh quá khứ, dị sanh vị lai, tức là cái không của dị sanh vị lai, dị sanh hiện tại, tức là cái không của dị sanh hiện tại, thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ, tức là cái không của thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ, thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai vị lai, tức là cái không của thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai vị lai, thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai hiện tại, tức là cái không của thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai hiện tại. Vì sao? Thiện hiện vì trong cái không dị sanh quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì dị sanh quá khứ, tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có dị sanh quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện, trong cái không dị sanh vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì dị sanh vị lai, tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có dị sanh vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không dị sanh hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì dị sanh hiện tại, tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có dị sanh hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không dị sanh quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì dị sanh quá khứ vị lai hiện tại, tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có dị sanh quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Vì ngã hữu tình cho đến cái biết cái thấy chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ, tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai vị lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai vị lai, tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai vị lai có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai hiện tại, tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện trong cái không thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ vị lai hiện tại, tức là không, tánh không cũng không. Trong cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không có thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Vì ngã hữu tình cho đến cái biết cái thấy chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, sắc đời trước chẳng thể nắm bắt được, sắc đời sau chẳng thể nắm bắt được, sắc đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, sắc chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng sắc của quá khứ vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được.
Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng có sắc của quá khứ, vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, thọ tưởng hành thức đời trước chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức đời sau chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, thọ tưởng hành thức của quá khứ, vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng có thọ tưởng hành thức quá khứ, vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, nhãn xứ đời trước chẳng thể nắm bắt được, nhãn xứ đời sau chẳng thể nắm bắt được, nhãn xứ đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, nhãn xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, nhãn xứ quá khứ, vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, cũng gì trong cái bình đẳng có nhãn xứ quá khứ, vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ đời trước chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ đời sau chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ quá khứ, vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ quá khứ, vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, sắc xứ đời trước chẳng thể nắm bắt được, sắc xứ đời sau chẳng thể nắm bắt được, sắc xứ đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, sắc xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, sắc xứ quá khứ, vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng có sắc xứ quá khứ, vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, thanh hương vị xúc pháp xứ đời trước chẳng thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp xứ đời sau chẳng thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp xứ đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ, vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng có thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ, vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, nhãn giới đời trước chẳng thể nắm bắt được, nhãn giới đời sau chẳng thể nắm bắt được, nhãn giới đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, nhãn giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, nhãn giới quá khứ, vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng có nhãn giới quá khứ, vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong đời trước chẳng thể nắm bắt được. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong đời sau chẳng thể nắm bắt được. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng có sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, nhĩ giới đời trước chẳng thể nắm bắt được, nhĩ giới đời sau chẳng thể nắm bắt được, nhĩ giới đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, nhĩ giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, nhĩ giới quá khứ, vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng có nhĩ giới quá khứ, vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong đời trước chẳng thể nắm bắt được. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong đời sau chẳng thể nắm bắt được. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện. Vì trong cái bình đẳng, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, tỷ giới đời trước chẳng thể nắm bắt được, tỷ giới đời sau chẳng thể nắm bắt được, tỷ giới đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, tỷ giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, tỷ giới quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có tỷ giới quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong đời trước chẳng thể nắm bắt được. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong đời sau chẳng thể nắm bắt được. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, thiệt giới đời trước chẳng thể nắm bắt được, thiệt giới đời sau chẳng thể nắm bắt được, thiệt giới đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, thiệt giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, thiệt giới quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có thiệt giới quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong đời trước chẳng thể nắm bắt được. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong đời sau chẳng thể nắm bắt được. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, thân giới đời trước chẳng thể nắm bắt được, thân giới đời sau chẳng thể nắm bắt được, thân giới đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, thân giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, thân giới quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có thân giới quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong đời trước chẳng thể nắm bắt được. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong đời sau chẳng thể nắm bắt được. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được.
Vì sao? Thiện hiện. Vì trong cái bình đẳng, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, ý giới đời trước chẳng thể nắm bắt được, ý giới đời sau chẳng thể nắm bắt được, ý giới đời giữa chẳng thể nắm bắt được, trong cái bình đẳng của ba đời, ý giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, ý giới quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng có ý giới quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong đời trước chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong đời sau chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng có pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, địa giới đời trước chẳng thể nắm bắt được, địa giới đời sau chẳng thể nắm bắt được, địa giới đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, địa giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, địa giới quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có địa giới quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, thủy hỏa phong không thức giới đời trước chẳng thể nắm bắt được, thủy hỏa phong không thức giới đời sau chẳng thể nắm bắt được, thủy hỏa phong không thức giới đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, thủy hỏa phong không thức giới quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có thủy hỏa phong không thức giới quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, vô minh đời trước chẳng thể nắm bắt được, vô minh đời sau chẳng thể nắm bắt được, vô minh đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, vô minh cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, vô minh quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng có vô minh quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não đời trước chẳng thể nắm bắt được. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não đời sau chẳng thể nắm bắt được. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, bố thí ba la mật đa đời trước chẳng thể nắm bắt được, bố thí ba la mật đa đời sau chẳng thể nắm bắt được, bố thí ba la mật đa đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, bố thí ba la mật đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, bố thí ba la mật đa quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được.
Huống gì trong cái bình đẳng có bố thí ba la mật đa quá khứ vị la hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa đời trước, chẳng thể nắm bắt được. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa đời sau, chẳng thể nắm bắt được. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện vì trong cái bình đẳng, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa quá khứ, vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, quá khứ, vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, bốn tịnh lự đời trước chẳng thể nắm bắt được, bốn tịnh lự đời sau chẳng thể nắm bắt được, bốn tịnh lự đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, bốn tịnh lự cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, bốn tịnh lự quá khứ vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có bốn tịnh lự quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, bốn vô lượng, bốn định vô sắc đời trước chẳng thể nắm bắt được. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc đời sau chẳng thể nắm bắt được. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện vì trong cái bình đẳng, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, quá khứ, vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng, có bốn vô lượng, bốn định vô sắc, quá khứ, vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, bốn niệm trụ đời trước chẳng thể nắm bắt được. Bốn niệm trụ đời sau chẳng thể nắm bắt được, bốn niệm trụ đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, bốn niệm trụ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện vì trong cái bình đẳng, bốn niệm trụ quá khứ vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có bốn niệm trụ quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đời trước, chẳng thể nắm bắt được. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo đời sau, chẳng thể nắm bắt được. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, pháp môn giải thoát không đời trước chẳng thể nắm bắt được, pháp môn giải thoát không đời sau chẳng thể nắm bắt được, pháp môn giải thoát không đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, pháp môn giải thoát không cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, pháp môn giải thoát không quá khứ vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có pháp môn giải thoát không quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đời trước chẳng thể nắm bắt được, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đời sau chẳng thể nắm bắt được, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện quá khứ vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, năm loại mắt đời trước chẳng thể nắm bắt được, năm loại mắt đời sau chẳng thể nắm bắt được, năm loại mắt đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, năm loại mắt cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì trong cái bình đẳng, năm loại mắt quá khứ vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được.
Huống gì trong cái bình đẳng có 5 loại mắt quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, 6 phép thần thông đời trước chẳng thể nắm bắt được, 6 phép thần thông đời sau chẳng thể nắm bắt được, 6 phép thần thông đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, 6 phép thần thông cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện. Vì trong cái bình đẳng, 6 phép thần thông quá khứ vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có 6 phép thần thông quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện, 10 lực của Phật đời trước chẳng thể nắm bắt được, 10 lực của Phật đời sau chẳng thể nắm bắt được, 10 lực của Phật đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, 10 lực của Phật cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện. Vì trong cái bình đẳng, 10 lực của Phật quá khứ vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có 10 lực của Phật quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Thiện hiện. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đời trước, chẳng thể nắm bắt được. Bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng đời sau, chẳng thể nắm bắt được. Bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện. Vì trong cái bình đẳng, bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng quá khứ vị lai hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng quá khứ vị lai hiện tại có thể nắm bắt được. Hết quyển thứ 60.